Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Siêu Phá Phách. Hôm nay mình sẽ so sánh thử cái độ sáng giữa cái đèn LED dẻo với hai cái đèn LED với cái đèn LED mà trong, đèn LED trong mà nó đèn LED USB mà trong nha các bạn. Này nó không gì, nó không mình không bẻ không gì được hết, chỉ cắm vào là sáng thôi. Còn cái này thì mình cắm vào mình có thể bẻ bẻ cái đèn theo mọi hướng khác nhau, tiện lợi hơn. Mình sẽ so sánh thử độ sáng của những cái này. Giá cả thì mình có nói trong các video clip trước rồi là cái này hình như là cái này khoảng 90 ngàn. Mình mua lẻ nha, tất cả đều giá lẻ là cái này khoảng 90 ngàn nè. Cái này hình như là 25 ngàn, còn cái này cũng khoảng 10 ngàn. Rồi, mình sẽ so sánh cái độ sáng giữa các cái đèn này, coi thử cái nào ánh sáng nào tốt hơn hoặc là cái nào như thế nào. Rồi. Bây giờ mình thử với cái sạc dự phòng của mình. Đây, mình có cái cục sạc dự phòng. Đầu tiên mình thử với cái đèn LED dẻo trước nha. Rồi sáng rồi. Tắt đèn. Đây, nó sáng đây. Để mình kiếm một cái gì đó cho nên mình xem thử. Đây đi. Lại tiếp tục với cái quảng cáo này. Đây độ sáng của nó thấy cũng khá là rõ ha, đèn LED dẻo và khá là rõ ràng. Cái này thì tiện lợi hơn hai đèn kia là mình có thể uốn cong, ví dụ như đây là cái bàn phím máy vi tính đi, rồi đây mình để rất là tiện lợi, bàn phím máy vi tính, bàn phím laptop, nhất là laptop mình thường laptop sẽ nằm cạnh USB, nằm bên cạnh bên này, chiếu sáng cái bàn phím của mình buổi tối buổi đêm rất là tiện lợi. Hoặc là dùng để làm đọc sách nè, mình có thể bẻ nó lại ở đây, mình có thể là dùng để làm đèn đọc sách rất là tiện lợi ha. Rất là tiện. Rồi, độ sáng của nó là như vậy. Thử lại coi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái đèn nhỏ này luôn. Đèn USB trong. Xem độ sáng nó như thế nào, mình để nguyên, thử coi. Ồ, sáng hơn. Thì là cái đèn nhỏ này, nhưng nó nhỏ có vỏ nha các bạn. Nhỏ nhưng mà sáng hơn nha. Rõ ràng là cái đèn này nó sáng hơn cái đèn dẻo. Có thể cho là 1/10, 1/7. Đối với mình đánh giá là cái này là khoảng 7, cái này khoảng cái LED dẻo khoảng 7 và LED USB này khoảng 10. Rồi, tốt ha. Cũng rất là sáng. Tiếp tục qua cái led dài thử coi sao. Dĩ nhiên led dài này phải sáng hơn rồi, khỏi thử cũng biết, nhưng là nó dài nó sáng hơn, nhưng mà mình muốn thử coi nó sáng hơn khoảng bao nhiêu phần trăm, muốn đánh giá chính xác thử hơn khoảng hơn bao nhiêu phần trăm nha. Rồi, wow. Sáng quá ha. Mình để trên cao mà nó cũng rất là sáng nè. Mình để cái khoảng cách cao hơn so với xa hơn từ cái quảng cáo cho tới cái đèn, xa hơn so với hai cái đèn trước nhưng mà nó vẫn sáng ngang bằng với hai cái đèn trước. Mình nghĩ là nếu mà cái này mình cho 10 thì cái này khoảng 13. 13 14 luôn đó. Cái dài này khoảng 13 14, dĩ nhiên tại vì nó tới 8 cái bóng LED trong khi cái này chỉ có 3 bóng LED thôi. Cái này thì hôm trước mình có review rồi, nó gồm hình như là 6 cái bóng LED nhỏ. Nó gồm có 6 cái bóng LED nhưng mà nhỏ hơn là bóng LED này. Nên dĩ nhiên nó sẽ sáng kém hơn một chút. Rồi. Đó, rất là tốt thôi các bạn ha. Tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể mua. Những cái nơi mua những cái này thì rất đơn giản. Các bạn có thể kiểm tra dưới cái phần mô tả. Có thể mình sẽ để link. Mình để cái link ở dưới nha. Để cho các bạn dễ mua. Rồi. Tùy theo nhu cầu cái này. Nhưng mà mình đối với cái tiện lợi thì theo mình thấy cái này nó tiện hơn. Tuy nó dài hơn một chút để có thể cồng kềnh hơn một chút cái led dẻo nè, nhưng mà mình có thể uốn cong để cho mọi ngóc ngách này kia đơn giản hơn. Cái này thì không nhưng mà tiện cái là nó sáng hơn. Nếu mà mình cần ánh sáng nhiều thì có thể bạn mua hai cái loại này hoặc là loại này nó vẫn sáng hơn đây nha, sáng hơn cái dẻo này nha. Nhưng mà tiện lợi thì mình thấy cái này tiện hơn, như cái này mà mình không thể nào mà chiếu sáng bằng phím máy tính được rồi. Cắm thường là cạnh USB nó nằm bên cạnh bên hông laptop, một cái cạnh bên này laptop thì mình chỉ để lên đây thì không thể sáng được cái bàn phím.
hơi bất tiện chỗ đó nhưng mà nó lại sáng hơn nhiều ha. Và cái tiêu thụ năng lượng, cái sử dụng pin thì mình không nghĩ không cần quan tâm đâu, tại vì những cái đèn này theo mình thì nó rất là tiết kiệm điện, không sao hết, nó rất tiết kiệm điện. Nếu các bạn muốn xem bên trong của những cái đèn này có gì thì các bạn có thể xem lại những clip trước của mình nha. Mình đã phanh thay tụi nó ở những cái clip trước rồi, mong các bạn xem thử. Nếu các bạn thấy hay các bạn có thể đăng ký subscribe ở phía dưới giùm mình để mà xem theo theo dõi thêm những cái clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.